Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn hai cái mẫu chậu là chậu 3 ga lông và chậu 5 ga lông của hàng Monrovia nhé. Cái mẫu chậu 3 ga lông thì nó sẽ là hai miệng nó sẽ là 24 và cái chiều cao của chậu nó sẽ là 26. Mẫu chậu này hiện tại thì đang có giá là 25.000 đồng. Bên em sẽ bao ship toàn quốc cho các anh các chị là từ 30 chậu các anh các chị nhé. Ngoài cái màu xanh thì bên em có cả cái màu đen nhé các anh các chị nhé. Màu xanh và màu đen thì nó cũng đều có chữ là Monrovia. Và hàng thì là cái chất nhựa nó rất là bền đẹp các anh các chị nhé. Đây là hàng Việt Nam mình luôn nên nó mới có giá đấy nhé. Nếu mà là hàng nhập của nội địa chung thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều các anh các chị nhé. Tiếp đến là cái mẫu chậu 5 ga lông. Em sẽ lấy ra và đo luôn để các anh các chị biết được chi tiết về cái kích thước nhé. Cái mẫu chậu này thì cũng có hai màu là màu đen và màu xanh. Thì em sẽ lấy cả hai mẫu chậu ra để đo chi tiết cho các anh các chị luôn. Là nó cùng size, cùng cỡ nha. Nó cùng một size, cùng một cỡ. Ở đây thì đang rất là nhiều hàng, đang rất là sẵn hàng nha các anh các chị nhé. Không để các anh các chị chờ lâu nữa thì em sẽ đi chi tiết luôn về cái mẫu chậu 5 ga lông, hàng màu xanh và hàng màu đen nhé các anh các chị nhé. Đây là cái mẫu chậu màu đen này. Nó in cái sơn vàng và nó sẽ vẽ cái chữ Monrovia lên. Rất là đẹp như thế. Và cái ưu điểm của cái hàng Monrovia này là cái lỗ thoát nước nó sẽ là thông thoáng và tối ưu nhất để nó thoát nước được nhanh, không bị úng dễ, thối dễ. Kể cả màu đen và màu xanh thì đều in chữ Monrovia nhé các anh chị nhé. Mẫu chậu 5 ga lông thì nó sẽ có cái kích thước là miệng là 28 các anh các chị nhé. Chiều cao của chậu thì nó sẽ là tầm 31. Mẫu chậu này hiện tại thì đang có giá là 29.000 đồng. Cả hai màu đều bằng tiền nhau các anh các chị nhé. Cả hai màu đều bằng tiền nhau. Mẫu chậu này trồng thì các anh các chị trên sân thượng lựa chọn rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là nó gọn diện tích. Cái thứ hai là nó chứa được nhiều giá thể. Cái thứ ba là nó thông thoáng thoát nước, giúp cây nó không bị úng dễ, nghẹt dễ, thối dễ. Cái thứ tư nữa là nó cũng rất là bền. Số điện thoại thì em sẽ gắn ở góc trái màn hình là 0915882513. Cảm ơn các anh các chị đã theo dõi hết video. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.